Tử vi dự báo chính xác 100% về 3 tháng phát tài năm 2024, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Bất ngờ, ăn lộc thân tài, tiền nhét chật két, dầu nứt đố đổ vách. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Lộc Phát Tử Vi trong chương trình của ngày hôm nay. Quý vị thân mến, năm 2023 đang dần đi qua. Nhưng vẫn còn đó quá nhiều biến động xảy đến với cuộc sống của mỗi người. Nhiều người vẫn đang dần lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu cùng đường, chẳng biết bám víu vào đâu. Bước sang năm 2024, người người, nhà nhà đều đang hy vọng rằng mình sẽ được may mắn và khấm khá hơn. Theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi học phương Đông, thì trong năm 2024 này, các sao cát tinh liên tục dịch chuyển, tài tinh tọa mệnh ở đúng 3 tháng may mắn nhất. Thần Phật thương tình nâng đỡ, giúp cho tuổi Giáp Dần phát tài phát lộc. Tiền bạc liên tục kéo về nhà. Đây chính là bước chạy nước rút để chinh phục vinh hoa, hiển đạt giàu sang của người tuổi này. Từ đó trả hết sạch nợ nần mà an nhàn hưởng phúc. Tiền bạc đầy nhà, gia đình sung túc, con cái được nhờ. Trước đây, bản mệnh khó khăn ra sao không biết. Nhưng khi đạt được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì đổi vận đổi đời là điều hiển nhiên. Vậy đó là 3 tháng phát tài nào? Mỗi phương diện sẽ có vận hạn khác nhau ra sao? Làm thế nào để đè nát được vận hạn, gặp hung, hóa cát, vượng vận quý nhân, làm ăn, đắc thắng? Hãy cùng với kênh Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây. Lá số luận giải tử vi Giáp Dần 1974 tháng phát tài năm 2024 có những phần chính sau đây. 1. Đánh giá tổng quan lá số tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2024. 2. Tử vi chi tiết tháng phát tài 2024 của tuổi Giáp Dần 1974. 3. Cách hóa giải vận hạn để gia tăng thêm may mắn cát lành cho Giáp Dần. 4. Những chia sẻ ý nghĩa của Đạo Phật đến cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên là đánh giá tổng quan về lá số tử vi của Giáp Dần 1974 năm 2024. Tử vi năm 2024, thời gian xem tử vi 2024 bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2024 đến hết 28 tháng 1 năm 2025 âm lịch. Can chi Giáp Thìn, con giáp, 5 con rồng, ngũ hành phúc đăng hỏa, tức lửa đèn dầu. Ý nghĩa biểu tượng của rồng, quan niệm người phương Đông rất coi trọng hình tượng rồng bởi đây là linh vật mạnh mẽ cao quý mang ý nghĩa về sự cát lành thịnh vượng. Theo đó, năm rồng báo hiệu nhiều may mắn, thăng tiến và thậm chí là bùng nổ ở nhiều phương diện cuộc sống. Đây là cơ hội tốt cho những ai thực sự nỗ lực nắm bắt để tạo ra bước đột phá mới trong đời. Những người tuổi Giáp Dần 1974 khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn là một năm tương đối hài hòa, những người này giữ được phong độ ổn định, mọi nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có kết quả tốt. Một năm có cả cơ hội lẫn thách thức song hành, thế nhưng người tuổi Giáp Dần nên cố gắng làm tốt thì mọi việc vẫn có thể gặt hái được thành công. Năm 2024 Giáp Dần vận trình có thiên can năm và thiên can tuổi cùng tọa Quý Thủy, thiên tài đồng vượng, địa chi ở phương diện bình hòa, không tương sinh cũng không tương khắc với nhau. Lá số tử vi Giáp Dần 1974 năm 2024 chi tiết như sau: Giáp Dần lập định chi hổ, hổ tử lập. Dương mạng, tuổi âm 51 tuổi, sinh từ 23 tháng 1 năm 1974 đến mùng 10 tháng 2 năm 1975. Ngũ hành bản mệnh đại khê thủy, cung phi, cấn, tương xương, xương con chuột, tướng tinh con rắn. Về thiên can tuổi là giáp ngũ hành mộc, gặp năm có thiên can giáp ngũ hành mộc là tương trợ, ý nghĩa chủ về tuổi này, có một năm luôn được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Đó là những người bạn, người thân hoặc là đồng nghiệp của chủ mệnh. Xem bói tử vi 1974 năm 2024 thấy phương diện kinh doanh thì năm này dễ có sự hùn hạp và chung vốn với người khác. Cùng với đó, đây là năm rất tốt cho bản mệnh nên người có thiên can giáp nên thực hiện công việc đã lên kế hoạch, dễ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Về địa chi tuổi là Giáp Dần thuộc hành mộc, gặp Giáp Thìn 2024, chi Thìn thuộc hành thổ, là quan hệ bình hòa. Trong năm, công việc của người Giáp Dần chủ về không có nhiều khởi sắc hay thay đổi, cũng không được may mắn.
Bói tử vi Giáp Dần 2024 thấy ngũ hành mộc thổ, tuổi địa chi xung khắc với ngũ hành thổ của chi, nên đây là năm Giáp Dần chủ về hao tổn, không nên tiến hành những thay đổi cho công việc, dễ gặp bất lợi. Chủ mệnh nên cân nhắc kỹ lưỡng khi tiến hành công việc, tốt nhất là chọn thời điểm khác thuận lợi hơn. Về ngũ hành, xem tử vi 2024 Giáp Dần thấy, người tuổi này có ngũ hành bản mệnh mộc thủy, gặp 2024 là ngũ hành hỏa, thể hiện quan hệ khắc xuất xấu. Bởi vậy, trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh có thể phải đối diện với nhiều hao tổn, đó là về sức khỏe không được tốt. Khó khăn hay bất lợi đưa tới cho công việc, tuy nhiên đây cũng là năm chủ mệnh tuổi này đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân phù trợ. Về cung phi, nam mạng, người sinh năm này, cung đoài, ngũ hành thuộc kim, gặp cung chấn 2024 Giáp Thìn, ngũ hành mộc là chủ về khí tuyệt mệnh. Đây là năm ảnh hưởng khí xấu với người cung đoài, nên có thể là chuyển biến không tốt về sức khỏe. Luận tử vi, nam 1974-2024 thấy mối quan hệ gia đạo, nhất là vợ chồng con cái có chuyện mâu thuẫn, công việc không thuận, khó thành công. Ngũ hành cung phi kim của tuổi khắc với ngũ hành mộc của cung phi nam, vì thế tiền bạc hay mở mang làm ăn đều bất lợi. Nữ mạng, xem bói tử vi 2024 Giáp Dần nữ mạng, người tuổi này cung đoài thuộc ngũ hành kim, gặp cung chấn năm Giáp Thìn ngũ hành mộc chủ về tuyệt mệnh. Đây là năm dự báo về sức khỏe của người cung đoài kim không được tốt, công việc cũng như tình cảm vợ chồng không như ý muốn. Về quan hệ liên quan tới ngũ hành của cung phi giữa chủ mệnh và năm tương khắc, theo đó làm ăn hay đầu tư mở mang không được thuận, tiền bạc cũng bất lợi. 4. Phương diện cuộc sống cụ thể như sau. Về sự nghiệp, tử vi Giáp Dần 2024 về mặt sự nghiệp, người tuổi Giáp Dần 1974 năm 2024 cho thấy Thái Tuế tọa thiên quan hóa tài cục mang tới nhiều bất lợi. Mặc dù bạn làm việc chăm chỉ và cần mẫn nhưng cơ hội thành công lại không có. Và với bản tính cần cù chăm chỉ, tài hoa xuất chúng, nhưng bạn lại không phát huy được hết ưu điểm của mình. Ngoài ra trong công việc, bạn còn vi phạm một số những việc gây ra nhiều lỗi lầm, khiến cho bản thân nhận nhiều hình phạt, sự nghiệp từ đó cũng bị gây khốn nhiều, con đường thăng tiến đi xuống về tài lộc. Tử vi Giáp Dần 2024 về vận tài vận vốn có thiên tài đồng vượng, thế nhưng mà địa chi bản mệnh lại khắc chế với Thái Tuế nên khó mà giao được. Về tiền bạc, bạn chủ yếu là dựa theo tính cách thật thà điển hình, cầu tài dựa trên năng lực và sức lao động chân chính. Năm nay, người sinh năm 1974 hợp với công việc hiện tại, tránh nhảy việc hoặc tham gia những cách kiếm tiền nhanh chóng đỏ đen. Về gia đạo, tử vi Giáp Dần 2024 chuyện tình cảm bố cục thiên tài có lợi cho chuyện tình cảm của nam mạng, nên những người tuổi Dần sẽ có cuộc sống hôn nhân khá ổn định. Mặc dù vẫn sẽ xuất hiện mâu thuẫn và xung đột, nhưng quan hệ của cả hai lại trở nên gần gũi hơn sau những lần tranh cãi. Có điều thiên can của Thái Tuế và bản mạng đều là đào hoa tinh kiếp, nghĩa là dù nam hay nữ thì người này vẫn sẽ xuất hiện nạn người thứ ba quấy rối. Đó sẽ là kẻ địch lớn nhất dành cho đoạn tình cảm của bạn. Và khi hung tinh xuất hiện đe dọa chuyện tình cảm, thì người này cần phải cảnh giác hơn, đặc biệt trong quan hệ với con cái, đề phòng lời nói sắc bén làm tổn thương tình cảm gia đình. Về sức khỏe, tử vi Giáp Dần 2024 về mặt sức khỏe, do người sinh năm 1974 chịu mộc khí khắc chế, thủy khí đồng vượng thiếu kim nên người tuổi Giáp Dần cần lưu ý tới mặt sức khỏe liên quan đến phổi. Ví dụ như bệnh về da, bệnh về gan hay là cảm mạo cũng dễ dàng xuất hiện. Ngoài ra, do thiên tài đồng vượng, nó cũng ngụ ý các tổn thương liên quan đến việc say rượu hoặc sẽ xuất hiện vài phần phẫu thuật ngoại khoa. Trong năm, bạn nên khống chế cảm xúc của mình, tránh để có xung đột với mọi người xung quanh. Sau khi luận giải về lá số tử vi của tuổi Giáp Dần 1974 năm 2024 tiết lộ rằng trong vận trình 12 tháng âm lịch của năm sẽ có 3 tháng là thời điểm vàng son, thịnh vượng phú quý nhất để con giáp này đổi đời vận mệnh. Vậy đó là 3 tháng nào, chi tiết tử vi từng tháng ra sao? Hãy cùng Lộc Phát Tử Vi theo dõi tiếp nhé! Tháng 2 âm lịch, phúc khí dồi dào, nhiều chuyện vui kéo về. Tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch cho thấy, nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu nên vận trình tháng mới của Giáp Dần khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi.
Theo dõi tử vi, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần trong tháng mới có được dự đoán sẽ có bước tiến đáng kể, tam hội xuất hiện mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón vận khí đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào, gặp may mắn trên nhiều phương diện. Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, tiến trình công việc nhìn chung là thuận lợi. Gặt hái được nhiều thành quả không tồi, cũng nhờ thế trạng thái tinh thần của những chú hổ khá thong thả. Điềm báo tử vi cho thấy nam mệnh sẽ có nhiều điều lợi thế hơn nhờ được Thái Dương cát tinh hỗ trợ, năng lực hành động của bạn tăng cao. Con giáp này dám nghĩ dám làm, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, càng dễ dàng có được hiệu suất làm việc cao. Tháng này là tháng khai vận nên dường như sự nghiệp ổn định giúp cho bạn có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài. Bạn cũng có thêm sự tự tin để theo đuổi lý tưởng của bản thân. Đây cũng là tháng phù hợp với Giáp Dần thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau. Không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như thế, như hiện tại. Bạn nên trân trọng những gì mà mình được vận thế trao tặng. Có điều bản mệnh cũng cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn chứ đừng phô trương thái quá hoặc tỏ ra ngạo mạn khinh thường người khác, kẻo tự chuốc lấy hậu quả cho chính mình. Tử vi tài lộc tháng 2 năm 2024 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy, bước sang tháng này, vận trình tài lộc của mệnh chủ khởi sắc hơn hẳn, một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, con đường kiếm tiền làm giàu thuận băng băng, cảm giác trôi chảy bất ngờ. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được mối quan hệ tốt nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Hơn nữa, mộc dục mang tới nhân duyên tốt đẹp giúp con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan, các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn, giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân. Nhìn chung chính tài đương lúc vượng, chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, vẫn có thể dư giả trong chi tiêu. Tuy nhiên, dù có tiền bạc trong tay thì bạn cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh vung tay quá chán. Với người làm kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan. Tuy nhiên, dù thứ tài có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, tuy nhiên, đầu tư mạo hiểm vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào, nhất là các hạng mục như chứng khoán, tiền ảo, tỷ lệ lỗ lớn nhiều hơn lãi, nên biết dừng đúng thời điểm. Bước sang tháng mới, tuổi Giáp Dần được cả mộc dục và thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên khởi vượng hanh thông, đi đến đâu cũng được người yêu kẻ mến. Cát tinh không chỉ xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc mà còn đem đến cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ xã giao diễn ra hài hòa, vui vẻ, giúp tinh thần của bạn khá thoải mái. Tình cảm như là khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp. Nếu cảm thấy tình cảm chín muồi, hai bạn có thể tính chuyện lâu dài, hợp thức hóa mối quan hệ để có thể sớm chiều quan tâm và chăm sóc cho nhau. Các cặp vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái hay những quan điểm trái ngược, nhưng cũng là chuyện thường tình. Quan trọng vẫn là cả hai đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình thì mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Tin vui là sức khỏe của Giáp Dần cũng không có gì đáng lo ngại cả, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng nên tinh thần cũng rất thoải mái, tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Tháng 10 âm lịch phát triển ổn định, có nền tảng thăng tiến nhờ quý nhân phù trợ. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch cho biết, tháng này nhận được là sẽ khoảng thời gian phát triển ổn định với Giáp Dần, với những tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện. Cục diện tử vi tốt là lục hợp Thái Tuế và cát tinh Thiên Đức mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Xem tử vi tháng 10 tuổi âm lịch, Giáp Dần âm lịch, vận trình có nhiều khởi sắc giúp cho sự nghiệp của con giáp này trong tháng mới cũng có nhiều tiến triển khả quan. Đây là tháng Giáp Dần được quý nhân phù trợ khi lục hợp xuất hiện, nhờ đó có cơ hội thăng chức tăng lương trong tháng khá cao, bản mệnh nên nhanh tay nắm bắt.
Thiên Đức Casting cũng đảm bảo các kế hoạch công việc diễn ra ổn thỏa và hầu hết đều nằm ở dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ở ngay những bước đầu đã giúp cho bạn theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời, cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Khi đó thì bạn sẽ có đủ năng lượng, động lực và có cơ hội đạt được những bước tiến bộ đột phá trong công việc. Cũng trong tháng này, khả năng sáng tạo và lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận. Nhờ đó, con giáp này có thể được trao gửi, nắm giữ một số những vai trò quan trọng trong tập thể. Đây chính là bước đệm thăng tiến mà bạn không nên bỏ lỡ. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác của bạn cũng sẽ rất cần thiết trong việc giúp bạn thành công trong quá trình làm việc nhóm. Nhân duyên tốt cũng giúp các mối quan hệ trong công việc, quan hệ hợp tác thêm phần dễ thở. Tháng này, cấp trên và đồng nghiệp làm tại chỗ cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Cơ hội khá nhiều nhưng đồng thời bạn cũng cần phải nhận thức được một số thách thức tiềm ẩn. Bạn vẫn nên thận trọng trong các mối quan hệ. May mắn và thuận lợi hiện tại của con giáp Dần có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Bạn có thể gặp một số những đối thủ cạnh tranh hoặc trở ngại đòi hỏi sự cảnh giác và xoay chuyển tình thế linh hoạt. Nếu bạn giữ thái độ tự mãn, thích thể hiện thì rất có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh, tự phá hỏng vận may của mình. Hãy dùng chính bản lĩnh và sự lanh lợi, khiêm tốn và nghiêm túc trong mọi lĩnh vực để giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp. Không thể không kể đến những áp lực công việc không thể tăng lên khi mà bạn cần học cách sắp xếp thời gian cũng như là giải tỏa mọi căng thẳng một cách hợp lý. Đừng quá lo lắng, nhìn chung vận thế đang đứng về phía bạn và mang tới nhiều sự hậu thuẫn. Mọi việc đều sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp, miễn là bạn đủ nỗ lực và nhanh nhạy trong việc tận dụng các lợi thế sẵn có. Nếu bạn đang có ý định bắt đầu kinh doanh riêng lẻ, việc chú ý đến những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược để thích hợp với những thay đổi bất cứ lúc nào sẽ là chìa khóa thành công. Những bước đầu chập chững có không ít khó khăn, cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh chứ không nên bỏ cuộc dễ dàng. Quý nhân vận tăng cao cho thấy sẽ có người xuất hiện giúp đỡ bạn đúng lúc khi cần. Bước sang tháng 10 âm lịch, không chỉ sự nghiệp, tài vận của con giáp tuổi Dần cũng trên đà khởi sắc. Con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số những thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tài chính. Bạn có thể có một số những thu nhập tài chính hoặc là cơ hội đầu tư, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng với chúng. Người làm công ăn lương vừa có thể yên tâm với thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa có thể đón thêm các khoản thu ngoài luồng như tiền hoa hồng, thưởng dự án, phụ cấp trách nhiệm. Nhìn chung, thu nhập không chỉ đến từ một nguồn, qua đó bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống theo ý mình. Với người làm kinh doanh, cục diện nhị hợp giúp các mối quan hệ hợp tác làm ăn của giáp Dần vô cùng suôn sẻ trong tháng này. Nhân duyên tốt đẹp mở ra, những cơ hội tốt gặp gỡ khách hàng, đối tác tiềm năng, hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội may mắn để thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn có thể khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người mạnh dạn đầu tư cũng có thể yên tâm rằng mặc dù rủi ro tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lợi nhuận thu về vẫn đủ để bạn tự tin cho những bước tiếp theo. Đặc biệt, sao tốt thiên đức sẽ giúp hóa giải phần nào những xui xẻo bạn có thể đối mặt, gặp dữ hóa lành. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy đã đến lúc phải làm việc lớn, đừng ngần ngại thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Trong tháng 10 âm lịch này, những người cầm tinh con hổ đón đào hoa thăng vọt, nguyệt lệnh lâm mộc dục dự báo nhân duyên vượng sắc, lợi cho giáp Dần củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân có thêm cơ hội làm quen, gặp gỡ, hẹn hò. Có thể bạn không nhận ra mình thu hút người khác giới ở điểm nào, nhưng bạn vẫn liên tục nhận được những lời mời hẹn hò, những món quà bất ngờ và cả những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nếu đang mong đợi một mối quan hệ nghiêm túc, bạn có thể mở lòng đón nhận, nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất hiện vào thời điểm này, giúp bạn có một tháng đầy màu sắc ngọt ngào và vô cùng lãng mạn.
Vấn đề còn lại phụ thuộc vào cách mà bạn tiếp nhận và phát triển duyên của mình ra sao. Dù vậy, vẫn cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung nhờ trạng thái tinh thần thoải mái nên có tác động vô cùng tích cực tới thể trạng của tuổi Giáp Dần trong tháng này. Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, công việc tăng lên, do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Điều rất quan trọng là duy trì thói quen ăn uống tốt và tập thể dục điều độ, nên dành thời gian thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tháng 12 âm lịch, sao đào hoa chiếu mệnh nhân duyên mở rộng. Tử vi tháng 12 âm lịch Giáp Dần cho thấy, đây sẽ là tháng nhân duyên rộng mở với bản mệnh, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và lãng mạn nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh. Xem tử vi tháng, phương diện sức khỏe sự nghiệp của Giáp Dần trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bản mệnh có thể yên tâm đón một tháng cuối năm dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay lập tức. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Nhờ đó, tới cuối tháng bạn có thể yên tâm đón một cái Tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những chú hổ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến cho bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như vậy là tốt nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để cho người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu khoe khoang. Lưu ý tháng này, nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục có thể khiến cho tâm tình của bạn thiếu sự kiên nhẫn, nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác, làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt khiến cho bạn chạnh lòng và giận dỗi, nhưng thái độ đó chỉ thấy sự thiếu chuyên nghiệp ở bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực, Mộc Dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Tuổi Giáp Dần có thể được gần gũi với một vài nhân vật có uy tín, giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không dễ gì có được nên bạn cần tranh thủ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân. Khi cần thiết, hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài. Kể cả khi mà bạn làm theo những lời khuyên này thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp cho bạn thay đổi ý tưởng của mình cho hợp lý hơn. Xem tử vi tháng 12 của 12 con giáp âm lịch, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người Giáp Dần cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho các kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng bản mệnh nhận được các khoản lương thưởng cuối năm, thưởng Tết nên tài chính được dự báo sẽ khá dồi dư. Một số bạn biết chớp thời cơ thể hiện năng lực đúng lúc nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư giả tạo điều kiện để bạn mua sắm, sắm sửa theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên vung tiền bừa bãi. Bạn nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết, cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này. Thực hiện kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa lãng phí. Với người làm kinh doanh, tháng chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán. Nếu biết tận dụng thời cơ, bạn có thể yên tâm, hái ra tiền với lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy vọt, bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà nóng vội mở rộng quy mô quá mức vào lúc này. Tốt nhất, Giáp Dần vẫn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước và trong sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng, nên hình bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Theo dõi tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch, tháng cuối cùng trong năm cũng là thời điểm đường tình duyên của những chú hổ rực sáng. Tháng này nhờ nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục thêm cả sao Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên rộng mở, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và lãng mạn cho chủ mệnh.
vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái, Tết tới cũng là dịp để cả nhà xích lại gần nhau hơn. Rất nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên đều được tháo gỡ nhờ vậy. Song tuổi Giáp Dần cũng cần đề phòng bởi đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nên tỉnh táo và giữ mình để tránh rơi vào vòng xoáy tình tay ba. Tình cảm muốn bền vững thì quan trọng nhất là phải tự biết tạo cảm giác cho đối phương và giữ vững lòng tin dành cho nhau. Chịu ảnh hưởng của hung tinh Thiên Nguyệt, sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong tháng Chạp có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu do bạn mải mê công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tết đến cận kề, nhiều việc phải lo cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân, cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển, đi lại, làm việc chân tay trong tháng Củ Mật cũng phải cẩn thận, kẻo va đụng, gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc là sơ hở gây mất cắp đồ đạc. Tổng kết, vẫn trên đà khởi sắc, 2024 sẽ là năm mà người Giáp Dần gặt hái được khá nhiều thành công cả ở trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung đương số được quý nhân phù trợ vượt qua khó khăn dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2024 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn cả, bởi có dịch mã động tinh thôi thúc, bản mệnh thường phải đi xa công tác du lịch, đi học nâng cao, có sức khỏe là có tất cả. Sửu hãy luôn nhớ tới điều này trong năm tới nhé. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc là tự mình khởi nghiệp. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kẻo lỡ mất thời cơ. Về tiền bạc, năm tài khí vượng, tiền kiếm được nhiều, nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể. Đường số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý. Nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên sẽ bớt trắc trở. Với các cặp vợ chồng đang có ý định sinh con năm 2024, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút cát khí hơn. Quý vị thân mến, một ngày mới hãy tới cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, gác lại những chuyện cũ, đừng để cho chúng quấy nhiễu bạn vì bất cứ lý do gì. Có những người mới vui cười với chúng ta hôm qua nhưng hôm nay lại không còn nữa. Ta may mắn hơn họ là còn có những ngày tiếp theo để sống, để có thêm những trải nghiệm mới. Do đó hãy quý trọng từng ngày mình còn được tồn tại trên cõi đời này. Khi không vui, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn lại bao nhiêu thời gian để phung phí, vui hay buồn thì ngày mai mọi thứ cũng là đà chuyển cũ. Vì thế, buồn hay vui cũng chẳng thể kéo dài quá lâu. Nếu nhận thấy điều này, hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa. Chẳng cần trách cứ oán hận chỉ vì những người đã từng làm ta tổn thương, hãy cứ rộng lòng mà bao dung hết thảy. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nếu nhẹ nhàng nhìn mọi thứ, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Hãy thả lỏng đầu óc, đừng tranh giành nóng giận hay lo lắng. Bạn có thể hạnh phúc và thư thái rất nhiều. Đường đời của bạn sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau rồi một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để hoài phí, không quên tình nghĩa, không nhớ mỗi người, không nghĩ thị phi, không chấp oán trái, không nợ nần ai, không thẹn với lương tâm là được. Có người thiền sư hỏi, ngài có thể nói rõ được điều kỳ lạ của con người hay không? Thiền sư trả lời, họ nóng lòng trưởng thành, sau đó lại kêu than đã đánh mất đi cái thời niên thiếu, thời trai tráng họ dùng sức khỏe để đánh đổi tiền bạc, đến khi già rồi lại muốn dùng tiền bạc để đổi lấy sức khỏe. Họ đối với tương lai lo lắng không thôi, nhưng lại bỏ qua hạnh phúc trong hiện tại. Bởi vậy, họ vừa không sống cho hiện tại, cũng không sống cho tương lai. Khi họ sống, dường như cảm thấy bản thân sẽ không chết đi, trước khi chết lại cảm thấy bản thân dường như chưa từng sống qua. Thế mới thấy ta cứ vội vã sống, vội vã qua đời, vội vã phung phí từng ngày quý giá trên đời mà quên dừng lại nhận ra rằng hôm nay đây mà là ngày mà bạn thực sự cần sống, cần cống hiến cho thật trọn vẹn.